Ôi, cuốc ấy. Ôi giời ơi, chỗ này mạnh nhất này. To lắm, trước đầu xe luôn cơ. Tránh xa đầu ra anh em nhá, con đường nguy hiểm lắm đấy. Đào bập mạnh chân đây, đào mạnh chân đây. Cẩn nha anh em nhá. Vừa bò ngay trước đầu xe cũng vừa bò luôn nhanh. To lắm không? Ừ, to lắm à. Quan trọng có phải nó không ấy, đây là con khác thì nó to thế nào? Có bắp đùi này, bắp đùi cơ. Ừ, có nhìn rõ không? Mẹ thấy hổ mang chúa rồi anh em ơi. Hổ mang chúa rồi. Mang chúa, không nhìn nó cũng chết chúa rồi. Luôn. Khả năng hổ mang chúa đây nhỉ. Hổ mang chúa rồi. Cái một hai cái vạ hai bên này. Nó rộng. Đấy. Mấy tóc chùi đây không tê mà. Mày chưa thay ga nhau đi. Thay ga đi anh em. Mệt rồi. Ui, tiêm bổ đó. Ui à. Bầm cây bầm mạnh dưới, bầm mạnh dưới. Cào chân á, cào chân á. Một cái gì mà sâu vậy? Cái gì cứng thế? Lỗ đó. Lỗ mối ở đây. Thôi rồi lại xem mày đúng địa chỉ đi. Lại nào? Hay là sao nhầm lỗ đi đúng hướng nào? Hay nó chạy đi chỗ khác đấy không ạ? Ôi! Quá chuẩn rồi. Quỳnh lắm anh em ạ. Ôi! Sống to lắm anh em ơi. Ngay giữa. Đào sát chân em. Từ trên xuống đã. Đấy, thủ cái đục cho sâu chân anh kìa. Không, ui giời. Đá lắm anh em ạ. Thay cuốc đi, cuốc đây. Thay bên đi. Cả chân đây. Để đánh trên bông này. Cuốc này mệt lắm. Ừ, có đá. Nhà anh ba đời đào mộ. Chất này nó sỏi. Đến đời anh thì đi đào tẩu. Đấy, làm nó sạch sẽ này. Không. Sao cái lỗ đi đâu anh? Nghe thử xem anh em ơi, không biết đào này thứ, chả thấy gì sâu lắm này. Thấy gì đâu anh ơi? Ôi, xịn rồi, xịn rồi, xịn rồi. Không có rồi, mấy cái rồi. Có gì đâu. Nghe xem.
hay là phải cơ máy. Ấy. Ui, ui gì đây? Ui, ui đây. Ui, ui. Đây cá đâu, cá đâu? Đây chưa, đây chưa. Đây. Cá đâu anh nhá? Nghe chuẩn chưa? Chuẩn rồi, đây thủ trong rồi. Cứ nạo sạn luôn. Mẹ nghe rồi thôi, nhưng sao mình chạy nhảy lên như thế, anh em sợ quá. Sợ nào vậy? Phi đấy. Nhá, nhá. Ừ. Ui to, cứ nạo sạn trong nhiều lắm anh. Tôi thâu chân đi. Đây này, đánh chân, đánh động chân. Đánh động chân là cuốc bổ nó sâu. Thêm một nửa nữa đi. Anh đưa đi xuống, đưa xuống. Đây này. Đưa xuống được chỗ. Anh ở dưới này một nửa này. Đấy. Giờ nó có một con này làm tổn sâu ấy trời. Sợ đánh vào con khác ấy, bởi vì cái máy này nó giòn, giò cái loại con nhỏ nó kêu. Sao nó run ấy nhỉ? Không run thì không sợ, mà nó sò con rắn nhỏ nó kêu, bằng ngón tay nó kêu. Nó có nhịp thở là nó kêu mà. Cứ có nhịp thở này. Cốt rồi. Cốt. Anh có biết không? Cào đi anh ơi. Còn không gì lắm, nó mà đi ăn thâu trong này thì thua. Ai mà đào được quả cầu đôi này xuống đây sao mới gần. Mình chỉ vào khoảng tầm hơn mét mà không thấy, 2 mét là kịch lắm, là không thấy là thôi rồi. Nó chạy sâu chậm, nó chạy sâu trong mấy lần chả phải bỏ rồi đấy. Quét thử xem anh ơi, không thấy thôi. Đấy, chủ bơm vào đấy, chủ bơm đây anh này, em bơm bơm thử chứ không có thôi. Ừ. Nhớ nó sâu rồi. Chịu. Ôm rồi. Ôm rồi. Chỗ khả năng gần đấy. Chết thôi, có gì đâu. Chưa thấy gì. Giờ chưa thấy sâu này làm gì con. Không, tránh xa ra nhá. Tớ kinh nghiệm của tôi là anh thường chặt vào người đấy. Sai rồi. Sâu hướng đi hướng nào ấy. Ở đâu, xem nào. Đây, anh gọi gì sát bên trong rồi. Sâu ngay rồi. Nghe xem nào. Wow! Gì đây? Thấy chưa? Ui! Ui! Nghe rồi chưa? Có nhịp đạp luôn nè. Ui! Ui! Nghe rồi chưa? Ui! 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 Đây, cào đất thử cái. Cào đi. Thôi, tìm cào đất. Cào đi. Đất xuống, xuống. Mày. Nó bí hiểm đấy nhỉ. Đây rồi. Mà con này nhịp tim to lắm. Bịch bịch luôn. Bịch bịch à. Mà con này tim nhịp đập nó quái thai lắm. Bịch bịch. Mọi khi nó chỉ bịch một cái thôi. Đây này nó bịch. Anh ơi, bục đó. Bục đó chưa. Chưa. Bục rồi. Bục rồi. Đây hay. Bục rồi. Chưa biết con gì đâu. Đúng ra. Này. Ú. Bục chưa? Bục rồi. Đây, em vét cái nỗ trên này. Đây. Đứng đây. Ôi, cái gì đây? Gì to thế? Ôi. Gì đây? Ôi. Quay mặt rồi. Quay mặt rồi. Thôi. Đâu. Ở mạnh ra xem đây, ở mạnh ra. Đứng trên. Ú. Này, phía dưới này. Trời dưới. Trời đi. Có đây. Khúc to thế. Ui. Đúng con này không? Phải con này không? Chọn không? Phải nghĩ. Đúng rồi. Đúng con này không? Chắc là nó đấy con. Ui anh ơi. Hai màu. Một biến. Không, biến được biến. Em mổ hai màu. Cho hết ra cho nào. Hai màu đến đây. Ấy. Chắn hai màu đột biến. Bới.
Ui, ui đầu nó kìa, đầu kìa, đầu kìa. Nhìn đâu đây, cái đây này. Phải đầu đấy không? Ừ. Dìa đầu mới lại này. Lúc hai màu không? Lúc hai màu không? Hai màu chứ mấy. Lôi nó ra cho biết. Ui thế. Lôi nó ra ngoài là biết à? Ui dồi. Kinh chơi nhỉ. Ui. Kinh thật. Cái đầu đấy, thấy không? Đầu cái đấy. Ngay đầu nó bên này này. Lôi ra ngoài cái này anh em ơi. Lôi nhá. Lôi thử cái. Lôi thử thế nào. Để một người nuôi thôi. Ui dồi ôi. Nhìn vào nó nằm kinh nhỉ. Ui. Hai con. Ôi hai con à. Hai con đây đầu đây đây. Hai đầu hai đầu. Hai con đi. Hai đầu à. Hai con đi. Ui cha mẹ ơi. Bây giờ kéo con trên ra. Mà con dưới này, con dưới này. Hả? Dưới nó cắn không? Dưới ấn ấn đầu luôn. Dưới thì mồm nó không giữ đâu. Đấy vậy. Ui nó thò ra kìa. Bỏ đi. Con này mấy chục cân nhỉ? Chục nó tại hầm sâu phết nhỉ. Cuộn nhau rồi. Ôi thôi để nó sống đi, bắt con gì. Bây giờ anh em mình xem là review cho nó là con to tầm bao nhiêu, sau đó này anh em mình không bắt. Ừ. Thả ra thôi. Ồ, cuộn nhau rồi anh. Con kia cho mình những cái to nhỉ. Nó đang cuốn nhau rồi anh ơi. Con này con chân mình cần bảo tồn. Vừa ấy nắng này cho nó phơi nắng ấy. Làm thế nào mà đấy nó phơi nắng được hiểu? Không biết em từ tới phi vào nó đập bò tới luôn. Đây mọi người. Xe chạy luôn. Đây là một con chân rất là lớn luôn rồi ạ. Một con hai con vậy trông rất là nhiều luôn. Hai con này đột biến hai đầu á? Không phải hai đầu thì bây giờ anh em mình sẽ tạm dừng máy quay vậy nhá. Hai đầu anh em mình nối ra cho mọi người xem sao nhá. Cái đoạn này nó vi phạm chính sách YouTube, anh em mình sẽ tạm dừng nó đi. Để anh em nối ra đây xem một hay hai con nhá. Ok. Ui ôi hai con thật đấy. Vất vả. Kinh không? Ui ôi hai con nó to kinh khủng luôn nhỉ. Ôi để nó đi đi. Để nó đi đi. Đấy rồi nhá, anh em mình không bắt được con này. Con này nó là một đôi chăn rồi ạ. Chắc là nó vào nó phơi nắng ấy. Con này thì nó không gây hại con người mà ạ. Ít khi gây hại con người đấy. Mà nó bắt chuột rất tốt đây, em quyết định để sẽ phóng sinh cho nó mọi người nhá. Ui, để giải nó đi luôn này. Nó to nhỉ anh nhỉ. Này. Bàn tay luôn. To ấy. Quá dã man. Đi về về thôi, mình về. Đi đi đi. Tưởng làm có việc gì. Thu đồ vào đi. Đi đi đi. Thu đồ. Rắn độc thì anh em mình sẽ bắt, nhưng mà con này không gây nguy hiểm cho con người nhá. Ôi chào các bạn, hẹn các bạn trong video nhé. Chào nhá.